anh ăn tóc con chuột. Không, anh chơi là nhiệm vụ. Anh bảo là anh bốc một con vừa mà anh bảo anh là nhiệm vụ. Anh biết mà. Tí đấy anh, hay là nhiệm vụ anh cấm cho mình xem nha. Thằng con này thằng có lửa mới nè. Thằng lít mày. Thằng lít mày. Kìa. Cứ đầu vùa ấy. Cử gì đây. Ôi chị, không vui lắm rồi. Ê, ngon mà anh. Vừa ngon mà, tanh đồ tanh luôn. Chả thấy cái đéo tanh, tăng có 25 đát. Không có hiệu ứng gì tanh cả. Nó... nếu mà con em châu... nó chứ kiểu là cái kim băng ngày xưa mà, có gì đâu. Chịu được 7 đấm là... là ngon lên rồi. Con này mà tí nữa đi mà mày lắp sojin vào thì tôi à. Được cái tâm linh kìa. Em được giác tâm linh rồi. Này ngon đấy. Hai nhà giác tâm linh. Nhà kia địt mẹ về. Ui nhà này vụng tiêu gâu đại bác hải tạc. Cái lồn. Thằng vẽ đồ. Vua đâu cửu luôn. Vĩnh cửu luôn mà. Trời ơi. Ui thằng này lắp đồ tiêu gâu rồi. Sợ thế à. Tiêu gâu thánh kiếm đại bác. Lợn này. Anh hiểu ạ. Em đạp luôn à. Chỉ thắng mày. Em bắn thôi. Ui hai một cái tam hợp, một cái tam kiếm, một cái đất tâm linh. Ủa. Em phải chặt hết nó. Tháo cái nước mắt rồi Đạt ơi. Tam hợp đây. Tam hợp đấy. Cái cầm hay. Thế cá đuối thấy chỉ số đéo ạ, nó cũng được. Nó cần tất luôn. Cá đuối bây giờ chúng nó, beta bây giờ chúng nó lắp ấy được mà. Chúng nó lắp, vẫn lắp cuồng đao, vẫn lắp, nhưng mà chúng nó không lắp huyết kiếm, mà chúng nó lắp kiếm súng. Đánh đại ạ chứ. Hay anh, chưa gì đã, Miss Fortune.
đấy rồi tăng hợp với cả là chép rồi vượt vượt đấy tăng gần nhất tôi đi luôn. À đúng không, mít tôi mình luôn ạ. Thì kéo còn xa nhất là gì? Ừ. Anh đúng là cái bàn tay không đẹp bằng ấy đâu mà. Bây giờ anh có cái giáp tâm linh nữa nha, thì mày còn tôi được chắc luôn. Bàn tay có bớt đẹp rồi đấy. Nhưng mà thôi không sao. À tao ra. Không sao mà. Con nào cũng đẹp cả. Đấy thì lấy mẹ đi còn giữ giữ cái thằng lồn này. Tao tìm cái nước mắt đi. Bà Lít. Tìm nước mắt. Mắt. Bố mày. Anh cú tè lại rồi. Dép luôn ạ. Cái gì á, full 4 tiền rồi, thật đấy. Em được dòng này phải lên chỉ tư thôi. Không được rồi. Tiếp tục là đi. Rai stands for vicious. Con này khá có lửa. Ai thích về mình đây? Anh ơi. Còn con cá này. Còn con cá. Đi mày luôn này. Gãy gì? Gãy mày đi. Được rồi. Nhảy nhảy nhót nhót nhiều quá luôn. Nhảy nó nhảy liên tục ạ. Mẹ nó nhảy này chết con mẹ con lấy của mình thôi. May là nó đéo có hồi máu. Nhìn ăn đuổi đến nhá. Là nhiệm vụ của em, không sao cả. Không, đang bỏ từng yếu, đang bỏ từng yếu. Người làm yếu, ai làm nhiệm vụ đây vớ vẩn. Đang bỏ từng yếu, làm nhiệm vụ của em không sao cả. It's just business. Ra kiếm ở trên kia gãy. Ui gì chung mẹ mình. Ba thì kiếm thì là ba. Anh đại khái nhỉ. Ai nhá. À, anh cháy bình thường. Đó quá. Anh cháy bình thường. Ui nhiều đạt xuống cấp 3 đấy, phải phết. Ui.
À mấy. Thì cá mấy hả? À thôi rồi. Cười là châu tê. Nhìn thấy phép như buồn cười. Phép rồi. Camera. Chúng mình đi rồi. Camera. Nó có tiền em ơi. Cả đồ những người có tiền em ạ. Tình nhân là không cần ấn nhỉ. Nè mày chọn ẩn đấy. Nó là ẩn luôn không chọn. Ghét nhờ con người bị khỏi một người chỗ nói mày ghét thật đấy. Dỗi. Em cũng dỗi. Cá mê. Tao đi phải bắn tao tết. Tao nổn ở đuổi ra là chết đấy. Ai được chết. Mang đặc khỏe đấy. Ê cá mê hả? Cả đó. Ui. Ê cá mê. Mang đặc khỏe. Khỏe cái gì? No. Rõ ràng rồi. Có anh đại nữa rồi. Khi giữa gặp người em thằng đại rồi. Camera trưởng đấy trưởng cả ba thằng con gì em con đã trưởng góc đấy nhiều người có ký người vẻ đâm khỏe làm gì rồi quay lồn cầm cái nhiều mặt. Nó chỉ cái nó mặt đi. Đéo có gì. Thôi. Đấy là cái giá của chúng ta. Ví dụ mà em đứng sau thì em có thể chặn đầu. Ừ, gọi cái anh kéo. Chạy à? Chạy. Đây rồi. Đây rồi. Đây
Mày đâu ấy. Đồ qua rồi. Mày là ai? Mày là ai không? Tao cười đâu vậy? Ôi ơi, chị nghỉ game thôi. Nghỉ game thôi. Em thôi. Chó thật dẫn không được cái sơm. Em nghe anh ơi. Bây giờ nó vừa cái sơ là ghê vãi trưởng. Màn anh xem có con màn nào mà làm bị đố lại anh. Vâng vâng. Màn mới đeo à? Vâng vâng. Anh xem. Anh cứ xem mà xem đấy. Được. Tao quay khỏe nhỉ. Vâng vâng. Vâng vâng. Vâng. Anh cứ bỏ cái màn ra. Vâng. Anh tính các màn điên rồi. Vâng vâng. Vâng vâng. Và... Vâng vâng. Vâng vâng, ok. Hả? Hả? Anh đạt ạ.
Rồi. Ôi trời ơi. Con chơi tổ rồi. Làm sao ôm nổi trái tim một con người. Bây giờ còn nói thì thôi ok luôn ạ. Cứ cứ thương còn nói thôi ok luôn ạ. À tao ra. Mẹ bắt đầu. Tao thằng máu thôi. Mọi người ơi. Tao thì cung y. Yeah. Mày biết anh không biết đâu nhưng mà anh biết rồi nè. Không được rồi. Ráp vậy, đang ngồi ráp ạ. À, được, ok rồi. Sao mình check lại cái thằng này xem mà nó có nhốt bài mình không? Ít vào đâu thôi. Làm gì? Đi con mẹ. Anh sẽ bài cho mình nốt. Em mà chơi nước ngay. Con bẩn này. Mày không nốt thêm lý do tại sao anh đôn từ đấy là con xét anh nó chơi được hai. Thôi gặp ai đây, con cậu của mẹ rồi. Có muốn chuẩn lực cơ chứ. Rất xấu rồi đấy. Thua lại may quá. Thua. Khỏe quá chứ à. Thế là một đấy em ạ, đi chúng mày cứ nhốt của tao đi. Thằng lồn. Nhốt của tao đi, mấy thằng lồn ạ. Mày cứ nhốt của tao đi. Đốt vừa thôi. Mẹ gặp anh đã. Đồ ơi, kéo ngay con đấy của mình. Ơi game thì mẹ vòng 4.6 rồi. Nên mà đeo 8 tư lẫy rồi. Em thì đánh vô được cái này. Thằng nào cầm xét đây, hỏi thật. Em là ai? Thôi anh lên 2 thôi, anh có cần 3 đâu mà. Khó khăn đấy. Cả. Em đi chơi game đi mà không cho nên nổ con xét con 4 tiền 2 sao. Ai gọi kìa? Bao nhiêu là tiền? Thằng nào hút 3 này. Rồi, xét này em. Anh cũng xét à? Nhắm xét đấy nhờ. Ghê luôn ý. Mẹ mày lắm kiếm thế. Bỏ cái kiếm ra được không? Mà tôi 100 tiền cũng ra đổi con xem nữa đâu. Đây là đỉnh ngoại cày nó từ bố. Thank you.
không có chuyện. Tóc. Hôm qua được bảo là em đã xem Tuấn Minh vẫn đang làm buổi trưa. Anh đã xem cho mày rồi. Thôi em nói em ra thôi được. Hay em ra được. Còn có mỗi con kích hệ. Thôi em hai rồi, đừng đừng anh, đừng làm thế. Em để em coi tập kỷ niệm của em đấy. Tập kỷ niệm ai tặng mình kỷ niệm? Quay tặng em. À đây đây là mình tặng. Mình tặng con anh. Được rồi, thì đừng làm thế, ngại lắm. Anh nhanh lên. Anh ấy bay đây khỏe tính mày. Nước đi không? Nước tôi rồi. Ủa sao là quanh phải đấy? Đi con mẹ, mày con mô đơn nó đập phát biết à. Em đọc với anh ạ, để tí em check cho, tí em phải hỏi lại bạn đi đã. Rồi. Đi kinh lại một máu. Đá tôi đi trước đi em. Đá tôi đang ngồi xem. Ây ai xem à? Hỏi... Ai máu à? Không phải chơi à? Bằng bằng bằng. Ok ok anh. Gà chết. Đá gà chết rồi ạ. Tối lắm nhưng mà hy vọng gì cả. Vai lìn. Đoan thua rồi. Còn gì? Còn ai đây? Lại còn hai thằng top 7, top 8 gặp nhau. Tân 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 Địt cơ mẹ nó ngu thế nhờ, địt mẹ nó ngu đầm đấy. Ê thôi, tao, cái giờ của tao ấy. Của mày hết, cho mày. Cách nhờ giữ ẩn cậu. Anh cần nội công mà. Chưa kết thúc được anh kết thúc. Qua nào. Ôi. Ui kìa. Ui đi. Shippa. Nó được đâu thịt rồi, lại gặp yếu nó thịt đi rồi. Ê, gặp quanh ngất si, mẹ chó, mẹ chó chết. Em mình chưa kịp sắp chỗ. Em cảm ơn. Mày cái mô đô nó đập cái kia thì nặn đi hết cái làm gì nữa. Mày bắn nó đi. Mô đô đi. Hút nó đi, hút nó đi. Hết rồi, hết đam, hết đam rồi. Anh ơi, anh gì có xét được. Anh gì có xét được, có được. Tao có thể ăn mày trong mày. Anh gì có xét được, ok chứ. Anh chết nhẹ đi, đừng để nó đấm em ơi. Ui tôi xong rồi, đi mẹ, để nó đấm cả này đi. Khó. Chưa kịp sắp xong. Nó qua một lần. Ôi, Tuấn Minh vẫn ở dưới anh à? Khó quá.
Thôi, bị đồ đi tập thôi. Không em. Ô, leo ai cầm nhỉ? Leo ai cầm ta? Anh không. Mà leo thì chứ không có thằng nào cầm. Thằng Quang anh cầm. Nó cầm mấy quan rồi. Cửa đá là ngáo. Phải dê đi. Phải bớt cái mồm ở đây lại. Ui kìa. Thế tại vì phải tập cái ảo chứ. Dưới 10 máu mà. Dưới... Ừ, phải đây phải tập 30% máu. Nhưng mà nó là dưới 10 máu thôi chứ không phải phần trăm. Nó không tính phần trăm hay sao ấy. Con này nhờ. À, 12% máu. Có thì tí nữa ăn đi. Đó người ta đang đi bắt, đang đi bắt. 12% máu. 12% máu là cũng mấy. Đéo con mẹ, con đéo con mẹ nó thích làm dần ra.